để hướng dẫn các anh em có thể chỉnh giờ cho cái chiếc Longines hoặc là bất kỳ một cái dòng đồng hồ nào đấy nó có 3 kim và một cái lịch ngày. Thì hôm nay Tomkin sẽ hướng dẫn cho anh em chỉnh. Bước thứ nhất là chúng ta sẽ rút núm ra hai nấc. Đó. Anh em để ý là cái kim dây nó đã dừng lại rồi. Chúng ta sẽ xoay về cái góc 6 giờ như thế này cho em nhá. Bước thứ nhất là xoay về góc 6 giờ. Đó, bước thứ hai là sẽ đóng vào một núm để chúng ta chỉnh cái lịch ngày ở đây. Đó, nếu mà chẳng may anh em đóng quá rồi thì chúng ta sẽ hơi dùng cái móng tay chúng ta nhích ra một chút thôi. Đó. Chúng ta sẽ xoay thử theo cái chiều kim đồng hồ, nó không nhảy cái lịch thì chúng ta vặn thử ngược lại. Đó, bắt đầu nhảy sang ngày 27 này. Ví dụ như hôm nay là ngày mùng 3 tháng 9 thì em sẽ vặn lùi lại một ngày là ngày mùng 2 tháng 9. 31 mùng 1 này, mùng 2. Bước thứ hai là vặn lùi lại một ngày cho em. Sau đấy là bước thứ ba, chúng ta sẽ rút núm ra. Đó. Bước thứ ba rút núm ra và xoay một vòng. Cho bao giờ nó nhảy sang cái ngày mùng 3 thì chúng ta sẽ căn đó. Lúc này là chúng ta sẽ biết nó đang là 0 giờ đêm của rạng sáng ngày mùng 3, tức là rạng sáng ngày hôm nay. Thế sau đấy chúng ta sẽ vặn về cái múi giờ hiện tại. Thì ví dụ như bây giờ nó đang là khoảng 7 giờ 30. Đó, chúng ta sẽ vặn một vòng này. Đây mới là đang là 9 giờ sáng. 9 giờ sáng, 12 giờ trưa này. Như thế chúng ta sẽ không bao giờ bị nhảy lịch buổi rưỡi, buổi trưa cả. Đấy, đây là đang là 5 rưỡi, 6 giờ chiều rồi. Chúng ta sẽ vặn về góc 7 rưỡi. 7 giờ này. 7 rưỡi này. Đó, ok. Chỉnh xong rồi, chúng ta bắt đầu đóng núm lại. Đấy, như thế là chúng ta đã chỉnh xong một cái quy cách, chỉnh xong cho một cái chiếc Longines hay là bất kỳ một cái dòng đồng hồ nào đấy nó có 3 kim và một cái lịch ngày. Thao tác chúng ta sẽ chỉnh lại như thế. Em xin nhắc lại này, bước thứ nhất là chúng ta sẽ vặn về góc 6 giờ cho em. Đó, chỉnh về góc 6 giờ. Bước thứ hai là vặn lùi lại lịch một ngày. Ví dụ hôm nay ngày mùng 3 thì anh em vặn lùi lại là ngày mùng 2. Đó, bước thứ ba là bắt đầu lại rút núm ra, xoay cho nó bao giờ nó nhảy sang ngày mùng 3 thì lúc ý cái lúc mà nhảy lịch lúc góc 12 giờ ấy, thì căn đấy nó là lúc 0 giờ đêm. Sau đấy là chúng ta sẽ vặn về, bây giờ là 19 giờ 30 thì chúng ta sẽ vặn về cái góc 7 giờ tối đây. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhé. Đây, bây giờ em hướng dẫn anh có thể đeo chiếc đồng hồ này. Đó, chúng ta bóp ở đây ra để mở khóa ra này. Đấy, nó mở hai bên như thế này anh nhá. Bóp cái phần bên dưới này, cái phần ngà này, xong mở hai bên ra. Để có thể đeo được cái dây vào ấy, thì đây anh sẽ để ra như thế này. Sau đấy là mình sẽ mở cái phần này ra này. Đó, cái phần thép trắng ở bên dưới với cả cái phần vàng hồng bên trên, giữ vào hai bên này, xong rồi tách ra. Đó, tách ra. Sau đó là anh sẽ cho cái dây nó vào. Cho cái dây nó vào này. Đó, anh căn vào cái lỗ nào đấy. Đây này, ví dụ như nó ở bên dưới này, căn vào một cái lỗ này. Đó. Sau khi nó đã vào được cái đây rồi thì bắt đầu ấn cái phần vàng này xuống dưới này. Ấn nó xuống. Đấy, như thế là nó đã giữ được dây rồi. Thế là khi mà anh đeo ấy thì anh cho vào tay của anh này. Sau đấy là anh sẽ gập một bên trước. Cái bên mà nó có cái đĩa như này, gập một bên trước này. Xong bắt đầu anh mới ngửa cái đồng hồ lên. Đó, một tay thì anh cầm ở đây, một cái ngón trỏ thì anh sẽ ấn vào đây. Ấn vào này. Đó. Xong hơi giữ này nhá, hơi giữ để cong cái đĩa này vào á, luồn cái đĩa này vào trước. Đấy, luồn cái đĩa vào. Sau đấy là mình mới ấn. Như thế thì nó sẽ không bị gập dây. Thế còn ví dụ như là anh đeo như thế này mà ấn một phát như thế này rồi thì sau đấy mới gập dây như thế này để xỏ và đĩa thì cái phần này nó sẽ bị gập vào, nó sẽ nhanh hỏng dây. Đó, chúng ta sẽ đeo là theo cái thao tác, đó là một tay giữ ở đây này, một ngón trỏ thì ấn vào đây. Đó, sau đấy là hơi tì vào đây, hơi tì nhẹ thôi để cho nó không, để nó giữ. Sau đấy bắt đầu dùng cái ngón cái này hơi cong cong cái đầu dây. Đó, luồn qua cái con đĩa này. Đấy, sau đấy là luồn vào, ấn nó vào cái, thế là xong.
Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về thủ tục trả góp. Đó, các bạn điều cần làm đó là một cái thẻ ngân hàng, thẻ ngân hàng, thẻ Visa, cái loại mà nó có cấp hạn mức khoảng 30-40 triệu hoặc là 50-70 triệu gì đấy cho các bạn. Đó, thì sau đấy các bạn sẽ gửi cho mình cái 6 số đầu của cái số thẻ, gửi cho mình là các bạn dùng ngân hàng nào này, gửi 6 cái số thẻ đó. Một số ngân hàng thì mình có thể tiếp tục và không cần kiểm tra cái số thẻ cũng được. Sau đấy là các bạn ví dụ như muốn mua một chiếc đồng hồ khoảng 20 triệu mà trả trước 10 triệu rồi, còn 10 triệu nữa muốn trả góp, thì ví dụ như trả trong vòng khoảng 3 tháng thì nó sẽ phát sinh là 10 triệu 4. Đó, trả trong vòng khoảng 12 tháng thì cái 10 triệu đó nó sẽ phát sinh là 10 triệu 9. Thì trong vòng 12 tháng thì mất thêm khoảng 900.000, chưa đến 100.000 một tháng. Đó, thì mỗi tháng các bạn sẽ trả là 914.000 đây. Đấy, rất là đơn giản. Ok, các bạn có nhu cầu thì có thể ghé thăm cái web của tokin24h.com, chọn đồng hồ, thế sau đấy là có thể inbox cho mình qua cái số điện thoại số 88 và chọn cái thẻ ngân hàng của các bạn, và sau đấy mình sẽ tư vấn cho các bạn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em nhé.